Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của nông. Hôm nay lại liên tục nhận được một số đồ từ các cô gửi từ dưới kia lên. Đây là lại chuyển đồ của bà Ngô Thị Trương, xóm thượng thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Gửi cho em cái nhé các bác nhé. Đúng không? Không biết là đồ gì nha các bác nhé. Tí nữa anh ông đến nhà em cái anh ông mới mở xem. Anh ông xin mời quý cô bác và anh chị tiếp tục đồng hành cùng anh ông. Rồi, anh ông xin mời quý cô bác đồng hành cùng anh ông. Cũng liên tục mưa các bác ạ. Ngày nào cũng mưa. Nên là các cái đồ thực phẩm của các cô gửi, các bà gửi đến thì không đi thì sợ lại hỏng ở bên trong, nên là phải kể mưa gió cũng phải đi các bác nhé. Mưa liên tục mấy ngày nên là phải đi áo mưa rồi lại đi ủng vào, đi rất là vất vả, nhưng mà cũng không sao cả các bác ạ. Cũng rất là vui được các cô gửi liên tục gửi tiền rồi lại gửi các cái hàng, các cái đồ cho em cái thì anh ông cũng rất là vui, nên là kiểu mưa gió cũng phải đi. Trong quá trình di chuyển thì vác gùi ở trên vai thì rất là mệt, nên là anh ông lại tiếp tục chuyển ra đằng sau lưng để gùi nha các bác nhé. Đi đường rất là xa, ngày nào cũng dính mưa nên là rất là vất vả trong quá trình vận chuyển các cái đồ từ các cô các bác gửi lên. Mày, các cô các bác cũng gửi lên rồi thì không vận chuyển đi thì không được các bác ạ, vẫn bắt buộc phải đi, mưa cũng phải đi, bởi vì là các cái thực phẩm thì để lâu ngày cũng sợ là hỏng nên là phải đi. Còn mưa được hơn tuần nay rồi các bác ạ, nên là rất là vất vả. Cũng không nặng lắm đúng không, mà kiểu là vác ở trên vai thì rất là khó cầm, nên là phải gùi bằng dây đi nó sẽ dễ hơn. Cái thực phẩm này mà không chuyển được nhanh thì cũng rất là sợ hỏng, không biết là có những cái đồ gì nữa, không biết là hỏng nhanh hay hỏng chậm nữa, nên là khi các bác gửi gửi trên đường về thì đến nhà anh ông phát là anh ông phải nhanh chóng khẩn trương để mang những cái đồ đi đến nhà em cái để giao nha các bác nhé. Cũng anh ông đi bộ, cứ lên nhà cái là đi bộ được tuần nay rồi, ngày nào cứ lên là phải đi bộ các bác ạ. Mưa nên là phải ấy, cứ có đồ của các bác là anh ông lại phải tiếp tục lên đi bộ lên. Anh ông đang gọi cái ra để hỗ trợ vác, nhưng mà không biết là cái có ra không. Nãy có gọi điện cho chú của cái ra đón để hộ gùi, vì anh ông gùi rất là nặng, không nặng mà cũng đi lâu cũng rất là mỏi vai. Vì là cái đường này là đường đất này là mất 10 cây rồi, nên là đi rất là lâu. Anh ông đi từ lúc 8 giờ mà giờ này cũng đi mãi mà chưa đến. Cái cũng đã đến rồi các bác ạ.
nông sẽ nhường cho cái hộ tống nhá. Ôi rồi này, không có mưa như này thì ốm thì ai lại đi cho em đi viện được này. Bắt hết cả đầu rồi. Rồi nào, mát cái này hộ anh nhé. Áo mưa thì không mang đi, bây giờ thế bây giờ lấy cái gì đi, cứ thế mà đi à? Đi đến nhà ướt hết, chả ốm à? Ngày nào cũng mưa này, rất là chán. Cái đó là không biết là kiểu gì luôn, nói không biết kiểu gì. Mưa như này mà vẫn đi ra đi sang không có áo mưa. À đúng rồi, hôm nọ không được mua áo mưa. Nên là nãy chả thích, không tìm được. Không tìm áo mưa mà mặc đi. Nhìn như kiểu này rất là sợ là ốm. Ốm một mình nữa không biết là ai sẽ chăm, ai sẽ là người chăm cho đây. Đi từ từ thôi. Má mà mù má. Thôi rồi, con ngựa này. Đi vẫn chưa được một nửa đường. Ủng cũng vỡ rồi. Ủng ở dưới chân cũng bị vỡ rồi. Cái thùng này cũng nhẹ đấy các bác ạ, bởi vì khoảng cũng 7-8-9 cân gì đấy. Mà điệu lâu thì cũng rất là mỏi. Ngày nào cũng lên cũng sương mù. Ôi rồi mùa đông vùng cao thì toàn sương mù. Sống với sương mù, sống với mây. Thế mệt rồi. Đường tạnh mưa một chút rồi bác. Sắp đến nhà của em Cái rồi các bác ạ. Đấy, nhà em Cái bên kia, ở cái đồi núi bên kia, ở trên mỏm đồi luôn. Đấy, An Ông cũng vác đi một nửa đường, xong mới
được em cái đi đỡ đón về bác thay. Ôi giời ơi, trơn quá. Nhất là vất vả thì mới đến nhà em cái. Ga tư. Nó làm mù. Mệt quá. Ôi, mệt quá. Ôi, hôm nay nhà sạch thế nhỉ? Dùng á? Hôm nay đất cây dùng á? Con dao đấy nhỉ? Nào cay. Đây là cái thùng đồ của bà Ngô Thị Trương, xóm Thượng, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội gửi cho em cái. Mở xem là có cái bà gửi cho em cái gì nhé. Đây, ngồi đây. Ui giời. Ui giời, chắc thế. Mama, xem nào. Ôi rồi, mì tôm kokomi này. 1, 2, 3, 4, cầm 5. Ôi rồi, nhiều thế. Lại quần áo rồi. Ôi dồi, áo đẹp thế nhỉ. Đấy, dùng ơ. Đấy. Đây. Đây. Xê tiểu. Này, toàn mới thôi. Ôi dồi. Nào. Toàn con mới. Ôi dồi. Toàn quần áo mới thôi. Ôi dồi, bà ơi, bà mua nhiều cho cái thế. Lại một lọ gì đây? Đi ở kia, đi ở kia. Lại lọ gì đây? Thấp xuống đi anh ơi. Xà phòng. Hộp xà phòng giặt. Bố gì đây bố? Ai gì? Hả? Hả chị?
xà phòng, súp, nói lại nè, súp, súp nhá, súp ba gửi cho ba gói súp nữa, ba gửi cho rất là nhiều thứ cho em cái nên vì mì tôm vẫn còn. Rồi, ôi giời, bà ơi, bà mua nhiều thứ thế. Rồi, à. À chị. Này, ô rồi ôi. Sướng không? Bà mua được nhiều thứ thế nhỉ? Này phải lại phải có một cái ống để thì mới ấy để lại đây. Lại cái gì đây? Dầu. Dầu thực vật. Dầu ăn. Đúng rồi. Xem nào. Nửa lít dầu rửa bát. À. Cho so cho đi. Cho đi. Bao nhiêu bao? Chỉ cho đây lại cái gì đây? Đây dầu ăn. Phun đi mà nó to lắm. Cái lọ này mới ăn được nhá, như chưa? Lọ kia không ăn được đâu, lọ này lọ dầu ăn. Đấy. Chứ nên mà nó tàu. Chứ nên chế hơn ý. Cái lọ này lọ dầu rửa bát. Bà mua cho em nó nhiều thứ quá bà. Mua bao nhiêu đồ luôn. Đây là dầu rửa bát. Cho nên mà chỉ xưng hó, cho nên mà nhớ không nên uống nữa, không uống, không ăn nữa nhé. Dầu rửa bát đấy. Đây, cái rổ để đựng bát. Ôi, dân bà gửi nhiều thứ quá. Đây, cho vào đây. Đấy. Ở đó. Ui dồi. Đấy, mì tôm. Anh ông cũng rất là cảm ơn cô, à bà chuyên đã gửi cho em cái rất là nhiều đồ, như bà gửi cho con của bà luôn. Thay mặt em cái được rất là cảm ơn bà. Anh ông xin chúc bà có nhiều sức khỏe trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha bà nhá. Anh ông xin phép được khép lại cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác video tiếp theo.